chương trình là Sĩ Thanh. Và ngày hôm nay thám tử Phú Nhuận gồm có thám tử Bazo, thám tử Hoàng Rapper ồn ào, thám tử Quang Bảo và thám tử Chiên Vật. Hôm nay lại Dương Thịnh Âm suy buồn quá, không có chị Tường, không biết cô Lan Trinh gì hết trơn á. Em vui nha. Thêm người đi. Thanh ơi, Thanh đẹp quá. Thanh là người đẹp gái nhất trên ai luôn. Thanh đẹp nhất, Thanh muốn chi nữa? Chi nữa? Càng ngày càng đẹp mà anh nào mà anh ngồi. Ủa, người lịch thiệp sao tôi nhớ giọng má dữ vậy? Thanh đẹp nhất, Thanh còn muốn gì nữa Thanh? Ồ, ok, vậy được. Cái giọng cao, cái giọng cao chốc quá, không quen thuộc chút nào. Không quen thuộc lắm. Thôi bây giờ mình vô chủ đề chính luôn đi ha. Sẽ anh xin đọc lại lá thư của bạn gửi về chương trình. Gửi những thám tử Vui Nhộn, em tên là Lê Thanh Phong, 20 tuổi, hiện đang ở Cần Thơ. Em rất thích hội họa và em nghe nói ở thành phố Hồ Chí Minh có một loại tranh đặc biệt là tranh kính vẽ ngực. Em nghe thấy rất tò mò, cái thám tử có thể tìm hiểu giúp em được không? Xin mời anh Thiên Dương. Một cái tranh gì mà lạ vậy, đọc không tranh nghe kính vẽ ngược. Vẽ qua kính. Vẽ ngược xong quay thuận lại thì ra bức tranh. Khó mà. Cái quan trọng là thần thái, thần thái. À, quan trọng. Xin mời xem clip. Chào chú ạ. Dạ cho con hỏi cái bức tranh này nó vẽ bằng cái tranh kính là vẽ sao chú? Tranh kính tức là đây là miếng kính. Mình vẽ ngược lại miếng kính. Vẽ ngược lại miếng kính. Vẽ mặt trái. Chú chắc chú biết tác giả này đúng không ạ? Chú cũng tác giả mà đầu tiên. Ủa, chú là chú Tiến ạ. À. Những bức tranh này con thấy là rất là lạ. Bức tranh này vẽ bằng cái dụng cụ gì ạ? 10 cái cỏ là 10 đầu ngón tay. 10 cái cỏ. Wow, 10 đầu ngón tay. Hai bức này là vẽ cùng một lúc. Wow. Thế bây giờ chú có thể cho phép con về cái sự của chú để mà tham quan được không ạ? Hai tay cùng lúc rồi đó. Wow. Ủa là sao bức tranh nãy em không hiểu chủ đề nó là gì luôn đó ạ? Chưa tưởng mà. Vậy hả? Chưa tưởng mà muốn nghĩ gì nghĩ. Damn. Sẽ lập kỷ luật kìa. Đoàn bị tiến. Cho con hỏi là chú vẽ tranh là từ khi nào ạ? À, mình vẽ từ lúc năm khoảng còn nhỏ, khoảng 12 tuổi. Tại vì mình nhớ lúc đó là tông tưởng mình thích vẽ lắm, cho nên mình muốn mua cái hộp màu nước á, thì mình phải kiếm tiền mua. Thì mình kéo củi á, với bán mì dạo trong đêm á, để có tiền mua cái hộp màu đó. Thì từ đó là mình xem lên vẽ tới nay là cũng mấy mươi năm. Mấy mươi năm rồi. Nhưng mà xuất phát từ cái ý tưởng nào mà chú bắt đầu vẽ tranh mặt sau cổ kính á? Trong những năm tháng mà mình tham gia ở chiến trường Campuchia về, thì mình về quê ở Bến Tre, mình xuống dưới cái mương bắt cá, thì dưới là có cái miếng kính mà nó nằm bể mà nó nằm ở dưới bùn. Dạ. Mình mới nhặt lên, mình mới chùi, thấy miếng kính nó đẹp, thì ánh sáng mặt trời nó rọi xuống rất lung linh. Thì trong tư tưởng của mình là làm sao mình vẽ cái bức tranh bằng chân dung với kính. Cái quá trình mà chú học vẽ có gian nan không chú? Thì mình tự mày mò, mình tự pha những màu sắc và mình cứ làm đi làm lại rất nhiều lần. Chắc con hỏi tại sao mà chú lại dùng những ngón tay để vẽ mà không dùng cọ? Tại vì mình có thói quen trong cái cuộc đánh nhau chiến đấu thì mình vẽ bằng than rừng. Tại vì nơi đó là không có bút, không có cọ ở trong rừng. À. Mình vẽ cái đầu ngón tay mình để nó quen và mình có nó làm như gần gũi chính mình thôi. Có nghĩa là mình sẽ chà than. Chà than rồi mình vẽ. Mình quẹt mình vẽ. À? Vẽ những đồng đội á. Yeah. Vẽ trên cái mấy miếng gỗ. À, ngoài cái việc đó ra là mình thấy có thói quen thì chú đã có thử mình dùng cọ để mình vẽ trên mặt kính chưa? À, dùng cọ thì nó bị tơn nhẵn, khó vẽ. À, và giá trị một bức tranh mà chú đã bán ra cao tiền nhất là bao nhiêu ạ? Đa số là tranh mình vẽ thì người ta thấy thích, người ta cho tiền bao nhiêu lấy bao nhiêu. Dạ. Yeah. Chứ mình không có giá. Chắc có là cái sự đam mê. Đam mê tức là thỏa mãn. Làm sao cho cái người xem tranh họ thích và vui. Cái bức tranh nào mà chú cảm thấy hài lòng và chú cảm thấy là đã nhất trong sự nghiệp vẽ tranh của mình? Bức tranh này tôi đặt tên là Sinh Vật Nguyên Thủy. Damn. Đây là bức tranh nó ngược thời gian, tức là trong cái nội tâm mình vẽ ngược, vẽ theo cái nội tâm quán tính mình á, dạo gọi sức thần á, cái não mình sẽ quay ngược lại để mình vẽ được loại tranh này. Wow. Thì nó ra là con khủng long, ra hình con khủng long đây, và cái bàn tay khủng long. Bức tranh này mình tức là mình không thể vẽ lại được, giờ mình đem bức tranh này đem giấu. Tại sao vậy? Đem giấu trong một phòng kín, nhưng mà hôm nay thì các bạn đến thì tôi đem giới thiệu. Vậy là chú không có ý định bán bức tranh này? Không bán được, và có thể cho thì được. Ồ, cho thì được, nhưng mà bán không được. Vậy chú cho con đi. Bức này mình rất tâm huyết. Bạn bộ hồi tôi sẽ vẽ tặng bạn ngay lập tức thôi. Tặng bạn rồi. Và vẽ ngay trước bạn.
Ồ, hay quá. Và có thể dễ hai tay hai bước khác nhau. Mấy người vậy trong vòng 5 phút. Bạn một bước và bạn kiếm một người thứ hai ngoài đây. Gặp được đây, giao một là cô gái quyết lắm. Rồi, em vô. Chú sẽ bắt đầu trổ tài cái việc mà chú sẽ vẽ hai tay trong vòng cùng một lúc với hai bức tranh khác nhau. Chúng ta chờ xem nhé. Bây giờ là 11:30, 11:35 là sẽ hoàn thành xong hai bức tranh này. Chờ xem nhé. Hai bức cùng lúc luôn. Để hai bức cùng lúc. Trong cái này cái đầu người ta tưởng tượng dữ lắm luôn á. Đúng rồi, nghĩ được nhau lắm. Nhau trái rồi rất là tốt. Hai tay giống như anh Tổng thống Biro đó kìa. Mấy phút? Ôi, mới có 2 phút rồi chú. 2 phút luôn nè. Rồi, lật lại thành. Cái này là ta tìm những khối sáng. Dạ, cảm ơn chú. Này, bức tranh của con rồi. Giấc mơ hoài. Giấc mơ hoài. Được biết là ngoài cái việc mà chú vẽ những bức tranh trừu tượng như thế này thì chú còn rất là thích vẽ những bức tranh các vị lãnh tụ đúng không ạ? Đúng. Thế thì vị lãnh tụ nào mà chú thường hay thích vẽ nhất? Đó là vị lãnh tụ Hồ Chí Minh. Wow. Đây là tôi đang vẽ Bác Hồ. Dạ. Mà dở dang. Thì các bạn đến bất ngờ thì bắt đầu tôi sẽ vẽ tiếp. Rồi, vậy xin mời chú ạ. Chân dung thì mình phải vẽ từ dưới mà mình nhìn ở trên đúng không ạ? Đúng vậy. Hoặc là mình dán hoặc là ngược hai cách. Từ từ nó nổi lên đúng không? Dạ. Yeah. Mình vẽ từng lớp, mình đẩy từ lên này. Wow. Bức tranh đó là đang vẽ bức Bác Hồ để cho tặng gửi cho giám đốc công an Bến Tre. Trời đẹp quá kìa. Chú đã vẽ bao nhiêu bức tranh về Bác Hồ rồi chứ? Khoảng 300 bức. 300 bức? 300 bức. Ngoài Bác Hồ ra thì chú còn có vẽ các vị lãnh tụ nào khác nữa không? Có, tôi vẽ Bác Tôn và vẽ các vị anh hùng dân tộc, rồi vẽ các lãnh tụ thế giới. Bao lâu chú mới cắt móng lần chú? Khoảng 3 tháng. Chú tự cắt hay vợ chú cắt? Mình không bao giờ mình ra tiệm hớt tóc hết. Và mình hớt tóc là vợ hớt tóc và vợ cắt hết. Chị Thảo. Thế thì chị đã lấy chú Tí với chị là cưới nhau bao lâu rồi? 8 năm rồi. Và với mới có một bé trai. Là hiện tại bao nhiêu tuổi ạ? Được 1 tuổi rưỡi. 1 tuổi rưỡi. Wow. Thế thì trong quá trình mà sáng tác của chú Tiến thì chị có giúp gì? Tại thì đâu có biết vẽ là chỉ phụ lao thôi. À hả. Mà còn hay là phụ pha sơn. Nhưng có lúc nào mà chị cảm thấy là mình bị phiền hay là mình bị có gì đó cảm thấy bực bội với chú Tiến không? Không, nếu em vẽ thì mình thấy đam mê thôi, tại mình thấy mình thích. Vậy hả? Em cũng đam mê, không có vẽ được. À, có nghĩa là đam mê thưởng thức đúng không? Đúng rồi, đam mê thưởng thức. Cho nên là chị tạo hết tất cả mọi điều kiện cho chú Tiến vẽ. Này là yêu nghề nghệ thuật. Mà thấy là có một người vợ luôn luôn đứng phía sau để mà chăm sóc cho chồng của mình. Đúng chưa? Quậy màu. À, pha sơn nè, quậy màu, thấy không? Và thưởng thức những bức tranh của chồng mình vẽ. Số 1. Trường hợp nào mà hai vợ chồng gặp nhau và cưới nhau? Cũng một cái ngang thôi. Một bà dì đó có ở nhà của cái cô bạn anh này, thì nhờ cái bà dì đó mới gặp cái anh này. Gặp nhau là kết liền luôn. Nhưng mà vậy cũng vậy, cứ sẽ ái tình rồi. Thế có tính là dự định cho con của mình tham gia hay là theo đuổi nghề nghiệp của bố không?
chắc nó cũng nói về ba nó. Nó thích mà nó thích lại đây, nó cầm những cục màu hay là những cây bút á. Nó lại nó vẽ tranh nè. Nó vẽ. Wow, cảm ơn chị rất là nhiều. Anh quay trường sẽ thấy cái nét đi. Quá hay, quá đáng ngưỡng mộ, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây đây đây, một siêu phẩm. Đây là bức tranh mà chú vẽ cho vẽ anh. Vẽ anh Vương hả? Ừ, vẽ anh đó. Kêu là vẽ nội tâm của anh. À, nội tâm của anh lúc đó chắc không có gì ha. Nội tâm của anh là sao? Là như thế này. Sao chú hiểu được cái nội tâm của anh nó đa dạng màu sắc? Anh biết. Thì chú có đặt là gì? Ta tìm những khối sáng, có nghĩa chắc là anh tâm tối lắm, tìm được những khối sáng. Không, anh có nhiều u uất trong cuộc sống mà anh không biết giải bày với ai. Nhiều khi là ở nhà chăm con mệt quá mà không có chửi được đó, đâm ra là nó bị chắc vậy. Ném vợ lại tiếp nữa. Cái mảng này đen tối quá nè, đó cái mảng này nè, đánh sặc máu nè, vợ đánh sặc máu. Còn cái trắng trắng là cái gì anh? Đó là khối sáng, khối sáng đó. À ok. Còn bức tranh của cô bé tên Phượng đó. Dạ. Là đấy, phải đúng coi đúng chiều nha mới hiểu được cái nghệ thuật nha. Chú kêu coi bức tranh này 4 chiều. Dạ. Chiều nào cũng được. Chiều nào cũng được luôn. Thì tại vì rất là trừu tượng mà. Nặng vậy. Thì giấc mơ hoài. Giấc kêu mơ là hoài. Cô bé này còn mơ mộng nhiều. Đó. Đó là hai bức tranh mà chú vẽ tặng. Công nhận là trừu tượng thiệt á. Mà cái bức mà chú vẽ lâu nhất là bao lâu anh có biết không? Nhanh lắm. Chỉ cần chẳng hạn như là bức tranh mà về Bác Hồ đi, 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng là chờ khô luôn anh. Là xong luôn đó. Ghê thiệt. Wow. Mà nhiều lớp đó đúng không anh? Nhiều lớp. Còn cái này đơn giản 2 phút luôn. 2 phút luôn. Nhưng mà thật sự là nhưng rất là cuốn hút. Bằng kính cường lực rất cuốn hút. Bằng kính cường lực cho nên là chú của ông bể. Ghê quá, nó hết hồn. Được tồn cái thời gian. Có một cái chi tiết rất là thú vị, đó là khi mà chú học vẽ trong khoảng 10 năm mà lúc đó không có đèn dầu, không có điện. Thì người mẹ là người trong đèn dầu đứng thắp đèn để cho con học vẽ. Wow. Con vẽ như là do anh theo đuổi đam mê của mình đó. Tại sao chú lại vẽ ngược ta? Sao không vẽ thuận lên thẳng mặt kiến đúng không? Nó dễ hơn mà. Vẽ thuận với mặt kiến rồi sao người ta thấy được? Thì nó thuận cái nào nó khô lên ha. Giống như mình anh đâu có tạo layer được trên mặt kiến. Anh tạo ở dưới mặt tạo kiến. Tạo cái độ bóng trên mặt hả? Chứ nếu mà kia mà anh đánh chà thì mặt thành ra nhiều lớp màu với nhau rồi. Ha. Bị loang màu ra rồi. Mà nó còn bảo vệ được cái lớp màu, nó không bị phai theo thời gian, không bị bay hơi nữa. Sao mình nghĩ ra ta? Bây giờ mới nghĩ ra nghiệm ra ha. Nhờ nhìn cái tranh trừu tượng đó của càng tâm nhìn càng của anh hùng đó. Rồi cảm ơn luôn. Anh và Phượng thì được tặng bức to đó, còn những người trong ekip từ quay phim, đội ngũ sản xuất, mỗi người một tấm mang về nữa. Wow. Sao anh không xin với em một tấm? Ai biết đâu. 10 triệu một tấm. Đoàn mình đi hôm đó là 10 mấy người. 5 triệu. Oh my god. Kế hoạch lớn của du lịch kỳ thú. Em đánh này đi đấu giá nha các bạn. Tất cả mọi người trong du lịch kỳ thú cảm ơn chú rất nhiều. Hy vọng lần sau con tới chú sẽ tặng riêng cho con. Rồi. Chuyển qua cái chuyến đi về rất hết sức là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta trông chờ chuyến đi của Bazo. Xin chào thư ký Sĩ Thanh, mình là Trần Lâm, 30 tuổi, hiện đang làm việc về kiến trúc ở Lâm Đồng. Mình là một người có niềm đam mê lớn với súng đạn. Tất nhiên là không phải là để xài rồi. Chẳng qua là mỗi lần coi phim, mình cứ tò mò về các loại súng và cách sử dụng chúng. Càng tìm hiểu lịch sử về chúng thì càng thích. Mình nghe nói ở Vũng Tàu có một bảo tàng chuyên về các loại vũ khí. Mình muốn nhờ các thám tử tìm hiểu giúp để khi nào có dịp đi mình sẽ xem sao. Xin cảm ơn. Xin mời Bazo. Nói về súng đạn là phải nói tới Bazo. Nổi dữ lắm. Nói chung là nổi dữ lắm. Hiện tại ở Vũng Tàu đang có một cái bảo tàng và do tư nhân thành lập, và đặc biệt đó là một người Anh Quốc. Chính vì vậy và ngày hôm đó Bazo và May cũng đã tranh thủ trong chuyến đi Vũng Tàu của mình để ghé ngang qua đó để có thể giải đáp luôn lá thư của khán giả. Mời mọi người coi clip. Dạ. Ở Vũng Tàu có một nơi cũng rất là thú vị mà ngay cả thậm chí là ngay cả người dân Vũng Tàu cũng ít ai biết á. Đó chính là một bảo tàng. Bảo tàng về vũ khí. Cái này nghe lạ nè nha. Thì theo May nghĩ á, trong một cái bảo tàng vũ khí như vậy sẽ gồm những vũ khí nè. Chắc chắn phải có súng. Chắc chắn là có súng. Vũ khí là phải có súng. Có kiếm. Kiếm. Rồi bây giờ để tìm hiểu cái sự thú vị nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi tới đó. Ok.
Nhưng mà hứa là phải thú vị nha, thú vị. Chắc chắn là thú vị mà. Well, when you have a passion to collect on this... Well, since I've been a young boy, and since 18 years of old age, I've been collecting. Even till today, I'm still collecting. I was 18 years of age, that's when I got my first salary. Yeah. I had £5. £5? Yeah, for 1 month's work. And I went to the shops there and look around the many old shops where they sell trinkets and guns and swords in those days. And I bought my first sword there. And from there on, I traveled the world, and wherever I went, I purchased an item, a weapon or something, and put it in a store in a warehouse. And I've been doing that for 52 years. When in 2006, Barry Avung Tao, I've got my collection in England. Can I bring to Vietnam? Difficult to bring. Oh, definitely. Well, the reason it was difficult. Yeah. I started in 2006. And I eventually got permission in 2012 of many, many meetings with in the north and the south. That's what made me stay here. I retired, yeah. And I had to do something when I retired, so yeah. I built a museum to show the people of Vietnam something they've never seen before. Yeah, yeah. They're different, you know. So. But thank you very much for showing something very special. Yeah. You know, I'm amazed by the people of Vietnam, how they've taken to the museum. Even the small children and parents, they love the museum. Yeah. Because they're learning something. History, basically. Bên này là súng mà Việt Nam tự chế ra luôn đấy ạ. Người Việt Nam chính gốc làm ra. Súng này gọi là súng thần công cầm tay của Việt Nam. Do ông Hồ Nguyên Trừng, con trai của Hồ Phí Ly chế tác vào thế kỷ 14-15. Và sau này Trung Quốc mới bắt thời nhà Minh ấy, bắt ông Hồ Nguyên Trừng sang chế tác súng tiếp cho họ. Người Việt Nam mình đầu tiên là chế ra cái súng này. Nhưng mà loại súng nhỏ nhỏ như thế này dùng gọi là sạc cầm tay, dùng để báo hiệu thôi chứ không gây sát thương cho kẻ thù. Nó không bắn ra viên đạn. Họ nhồi thuốc súng từ đầu nòng này vào, cuối nòng thì sẽ có một cái lỗ. Họ cho cái dây cháy chậm nhẹ, nó cháy từ từ vào trong, đốt thuốc súng và nổ ra để báo hiệu. Chứ không có viên đạn. Báo hiệu là tôi ở đây nè, đó là bắn chỉ thiên thôi đúng không? Có thể thứ nhất là hù dọa kẻ thù. Giống như là mình bắn ra cái tiếng súng và bắn ra đạn ấy, hù dọa họ. Thứ hai là báo hiệu cho quân của mình biết. Và tất cả những cái hiện vật này đều là nguyên bản của nó từ ngày xưa cho tới bây giờ. Và được làm bằng đồng, nhưng mà trải qua nhiều thế kỷ này nó bị oxy hóa thành màu xanh như thế này. Lâu quá đồng sẽ chuyển hóa thành màu xanh. Ồ, vậy là mấy khẩu này là từ 5400 là cũng 600 năm hơn rồi. Đúng rồi. Wow. Còn một số hiện vật mà ở Việt Nam mình chắc chắn không có, chỉ có duy nhất ở bảo tàng này có là những cái bộ áo giáp to như thế này. Cái này trong mấy cái phim ở châu Âu hồi đúng rồi ạ, những phim hiệp sĩ đó. Đúng rồi. Cái này là từ thế kỷ 15 cho tới bây giờ. Áo giáp của kỵ binh người Anh. Tiền không á, họ chỉ ngồi trên ngựa chiến đấu thôi ạ. Cái bộ giáp này nó nặng 28kg. Trời ơi, làm sao mà đi được ta? Còn cái kiếm này là 8kg ạ. Còn bên này là cái kiếm của Đức, họ chế ra để phá bộ giáp bên này của người Anh. Wow. Từ cây này để phá bộ giáp này. Đúng rồi. Bộ phá như thế nào ta? Cái kiếm đó nó nặng tới 11kg và cao 1m7. Họ gọi là kiếm hai tay cầm, tại vì họ phải cầm bằng hai tay. Cũng mặc giáp như thế này, ngồi trên ngựa và hai bên đánh với nhau. Họ cầm kiếm to, họ quật vào những cái bộ giáp như thế này sẽ làm cho nó bung chốt và những cái lá xếp ở trên này ra. Có nghĩa là phá bộ giáp, đập cho kỵ binh này rớt xuống ngựa, rồi sau đó bộ binh là chạy bộ ở dưới đó. Họ sẽ tràn lên, sử dụng những cái kiếm nhọn hơn, tìm khe hở để giết được ông kỵ binh này. Có nghĩa là kỵ binh ngồi trên ngựa chỉ là phá giáp của nhau thôi. Trước đó thế kỷ 15-16 thì mặc như này, nhưng mà sau này đánh nhau đây là lý do mà họ thua trận nên họ không mặc thế này nữa. Càng về sau họ sẽ chế ra những cái giáp hai mảnh như thế này, trên phần ngực và phần lưng sau của mình thôi. Cái này là của Pháp thế kỷ 19, và em thấy cái vết lõm lõm đấy không ạ? Lúc mà cái súng ấy, ngày xưa cái súng kíp của Việt Nam mình ấy, giống cái súng mình như thế, và viên đạn nó sẽ tròn như viên bi, bắn vào sẽ bị lõm như thế. Đấy là dấu tích của nó từ thế kỷ 19 cho tới bây giờ luôn. Tức là sẽ bắn không xuyên qua được, nó chỉ là lõm vô thôi. Ồ, vậy là áo này chống đạn được luôn, ghê vậy. Nhưng mà đồ đạn bây giờ bắn thì xuyên mấy áo giáp này luôn, chứ không phải một cái như thế này đâu. Mà trong này rất là đặc biệt, và nhiều người bạn nhỏ thích thú với những cái bộ giáp như thế này. Đúng rồi, mình thích. Đây là giáp của người Nhật thời kỳ Samurai đấy ạ.
Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Shogun, Samurai. Wow. Samurai đứng ở giữa này ạ. À? Còn hai ông đứng hai bên này là Shogun. Shogun là... Mà rất nhiều người họ không biết Shogun là ai. Tại vì Shogun họ ít tham gia chiến đấu hơn. Shogun thực ra là lãnh chúa, là tướng quân đấy ạ. Là cấp trên. Còn Samurai này mình nghe nhiều vì họ đóng phim với lại đánh nhau nhiều. Nhưng thực ra Samurai chỉ là thuộc hạ thôi. Và họ đánh nhau là để bảo vệ cho Shogun này đấy ạ. Và thường những người Shogun và Samurai đều có hai thân kiếm, thân dài và thân ngắn này đấy ạ. Shogun mặc và có một cây ngắn hơn, họ sẽ dùng để tự sát khi họ thua kẻ thù. Cái cây nhỏ là nhỏ, cây ngắn ngắn đấy ạ. Khi mà thua trận thì họ trở về và làm lễ rạch bụng tự sát. Tinh thần võ sĩ đạo của họ rất là cao. Nãy giờ là chúng ta đi là thời kỳ cổ đại và trung đại rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua một thời kỳ khác, đó là thời kỳ cận đại. Được chưa anh ông? Dạ. Thoải mái. Nhưng mà nhìn rất là tây, rất là đẹp. Cô này nữa. Đây là khu 2, khu trưng bày vũ khí và quân phục của thời cận đại thế kỷ 18-19 ạ. Wow, cho đây có nhiều súng quá nè. Dạ, có súng đẹp quá luôn. Đây là những khẩu súng trường ạ. Súng này chỉ dùng cho săn bắn thôi. Súng săn mà có cái nòng lên cò cũng đẹp nữa. Đúng là mỗi khẩu súng là tác phẩm ha. Ở phía đây có hai khẩu súng mà ông chủ đã đấu giá ở nước ngoài và mang về đây ạ. Hai khẩu được nằm trên kệ nè. Khẩu phía bên đây là 398 năm trên thân và bán súng được khảm bằng ngà voi. Cả hai khẩu súng đó đều là súng săn của quý tộc và đều do Đức sản xuất. Cũng là quý tộc ngày xưa chơi cái gì cũng lạ. Cái bắn chim thôi mà. Mình tự hỏi con chim mà ông bắn bự cỡ nào. Dạ, còn phía sau lưng của hai anh đó có hai khẩu súng, đó là súng Epigon sử dụng đạn chùm ạ. Cái nòng nó to. À, là bắn tia, bắn chùm. Bắn tia ra. Từ 5 tới 7 viên. Lần đầu tiên thấy biết được cái vụ mà bắn 5 tới 7 viên á. Là kiểu như đặt nguyên tiểu đội trước mặt mình rồi bắn một phát là chờ xiên nguyên tiểu đội luôn. Dạ. Có một khẩu súng mà trên thế giới chỉ còn lại hai cây thôi ạ. Một khẩu dài thứ hai từ trên đếm xuống ạ. Một khẩu đang bảo tàng Anh và một khẩu ở bảo tàng mình. Ồ, cái đó là của Hà Lan. Dạ. Được sản xuất năm 1851 ạ. Ủa mà tại sao chỉ còn hai cây? Dạ, vì thời đó sản xuất số lượng ít cho nên bây giờ chỉ còn lại hai cây. Với thiết kế là ở phía dưới nòng súng này mình có một cái lưỡi lê được đặt lại ạ. Khi nào cần thì mình sẽ bọc nó ra để đâm ạ. Còn phía sau đó có cái tay cầm có tác dụng là nhằm cố định chắc chắn và tạo một cái lực khi mà chúng ta đâm. À, cầm cái này đâm. Dạ. Một trận chi. Leo lên ngựa không? Hả? Ngựa không? Cái gì? Cưỡi ngựa không? Chỉ có anh chưa mới lên nổi thôi. Dạ, con ngựa của anh nó cao cỡ này. Ây da. Trời ơi. Đây là giống ngựa Ả Rập. Hiện tại thì giống ngựa này đang dùng để tuần tra cung điện và bảo vệ nữ hoàng bên Anh luôn ạ. Wow. Ôi, cái súng kìa. Rồi, lính Anh hả? Đủ hết luôn à, đủ các nước luôn à. Chào chú. Đây là khu cuối cùng rồi đó. Đây là khu ba, khu cuối cùng. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai. Chiếc hạm này của Úc từ sĩ quan cho tới lính 645 người. Ngày 19 tháng 11 năm 1941, đệ nhị thế chiến bị tàu ngầm của Đức đánh chìm, chết 644 người, còn một người sống. Sóng nổi trên mặt nước, thủy triều nó trôi, không biết xác chiếc hạm nằm đâu. Từ năm 1941 đến năm 2008 mới tìm được xác chiếc hạm này cách Ấn Độ Dương 2 cây số. Tìm được nhưng không vớt được. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương chỗ đó quá sâu. Gần 70 năm mới tìm được xác chiếc hạm này. Trời. Phản lực bay trên cao không có không khí. Phi công mang cái này để thở. Phi công bay chiến đấu phải mang theo cái này. Không mang theo cái này phi công không bay chiến đấu. Cái này không dính vào bộ đồ nó rời ra hoài, mình mang vào mình gài lại thôi. Lên phi cơ gắn hết toàn bộ, bay lên rồi bắt đầu chiến đấu mới bấm nút. Không khí sẽ bơm vào đây, ôm siết cứng cái bụng lại, ôm siết cứng cái này lại cho máu lưu thông chậm. Để chi? Rút phi cơ chiến đấu là phi cơ lộn. Nhờ cái này ôm cứng cái bụng, ruột mình không lên xuống, đồ ăn trong bao tử không có trào ra, còn máu dưới này lưu thông chậm, không dồn lên đây, không có chóng mặt, phi công mới bay chiến đấu được. Đại liên Maxim của Nga. Maxim tên của một người Mỹ, ông này sáng chế ra cái súng này nhưng không sử dụng, bán bản quyền cho Anh. Anh không sử dụng, bán bản quyền cho Nga mới có tên là Maxim. Cây này sản xuất năm 1910, dùng cho thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, nội chiến Nga Hoàng và trận Điện Biên Phủ. Việt Nam có sử dụng cây súng này, nhưng súng này phải giải nhiệt nòng bằng nước, đổ nước vô cái bầu này để giải nhiệt cái nòng. Nếu không có nước, bắn một thùng đạn
nồng đỏ rồi không bắn được nữa. Thế chiến thứ hai, Đức đánh với Nga. Đức biết Nga dùng súng có nước, tất cả những vũng nước Đức chiếm hết. Nga xuống lấy nước là phải chết. Nga bắn riết trong bầu này sôi cạn nước, không còn nước để giải nhiệt nồng. Sau cùng phải nhờ đến lính tiểu vào cái ca, dùng nước tiểu đổ vào cái bầu này để giải nhiệt nồng. Bắn đạn nếu không có nước, cây súng này không sử dụng được. Cây này thế chiến thứ hai, đồng minh gọi cây súng này là máy cưa xương của Hitler. Vì súng này bắn tốc độ quá nhanh, 1.200 viên đến 1.500 viên trong một phút. Tích tắc một giây đồng hồ, 25 đến 30 viên bay ra khỏi nòng. Muốn biết cây súng này, giờ mướn bộ phim giải cứu binh nhì ra anh coi cây súng này. Mỹ chết trong bãi biển gốc đi của Pháp, gần 4.000 người về cái súng này. Là trong phim đó là cái súng này mà giải cứu ổng đúng không? Thì cái phòng này chủ yếu là để cho khách tham quan có một cái trải nghiệm thú vị, đó chính là mặc lên người những cái trang phục của quân đội xưa. Quân đội xưa để coi như là có những cái tấm ảnh để làm lưu niệm đúng không ạ? Đúng rồi, chứ bán đồ bán quà lưu niệm. Mình không biết chỗ này. Có thể nói thêm một chút xíu về giám đốc, cái người đã sáng lập ra cái bảo tàng này. Ông là một nhà sưu tầm gia có tiếng trên thế giới luôn. Tất cả những cái món đồ của ông hiện tại vẫn đang có một số rải rác tại các bảo tàng ở trên thế giới. Wow. Và lý do mà ông chọn Việt Nam và đặc biệt là Vũng Tàu về để thành lập cái bảo tàng đó, vì là ông đã cưới một cô vợ người Vũng Tàu, cho nên là ông đã về đây để sinh sống và lập ra cái bảo tàng để muốn giới thiệu những cái bảo vật mà mình đã sưu tầm được cho nhiều người biết được hơn. Nhưng mà thực ra là để mà coi như là có thể trưng bày mà rất là khó luôn á, mà đặc biệt là tư nhân nữa. Cả gia tài. Hình như là ông dành 4-5 năm đầu tiên là để có cái thời gian để được vận chuyển đem về tới Việt Nam. Đúng rồi. Đã mất rất là nhiều các khâu, rất là gian, rất là khó khăn để về. Đúng rồi, phải kiểm tra mà. Và mỗi một cái khu vực như vậy á là đều có những câu chuyện và sẽ được những người hướng dẫn viên họ kể cho nghe những câu chuyện đó. Thông qua đó chúng ta học được những bài học về lịch sử rất là thú vị. Thế hiện tại đâu? Còn đại là về sau này là thế chiến thứ hai đó. Thế chiến thứ hai là nhất. Sau thế chiến thứ hai là đã hiện đại đó. Đại rồi. Chứ còn những dòng vũ khí hiện đại như là bây giờ như laser. Như bây giờ thì đâu còn gọi là sưu tầm nữa. Bây giờ bấm nút không à? Đang sử dụng mà. Bây giờ bấm nút không anh ơi? Bấm nút hả? Sưu tầm mấy cái nút. Ok, câu chuyện của tôi tới đây là hết. Quá hay, quá hấp dẫn. Cái quan trọng là em muốn được gặp cái bác mà hồi nãy thuyết minh. Quá hay, trời ơi, kể chuyện mình hấp dẫn, thu hút. Thôi bây giờ mình cứ bình chọn đi. Cứ bình chọn đi, đầu tiên chết sẽ rồi, là cả hai số đồ hay hết làm sao ta. Đầu tiên sẽ là chuyến đi của anh Thiên Vương. Để trên ngược kính. 1, 2, 3. Không, tại vì tôi rất là mê nghệ thuật. Tại vì thật ra riêng hội họa và múa đó là hai cái bộ môn nghệ thuật mà mình phải có kiến thức mình mới xem được. Đúng đúng như nội tâm của anh là mọi người nhìn một góc đó. Đó, rõ ràng. Cái đó là hay. Bây giờ mình sẽ bình chọn chuyến đi của Bezo. Bảo tàng vũ khí. 1, 2, 3. Em cũng phải. Sao giờ rồi, vậy giờ sao vậy? Tôi nghĩ là hôm nay là nên cái huy chương này nên trao cho cả hai người. Thôi, đâu đâu mình phải có một cái số nào đó mà tại vì cả hai thánh tử đều xuất sắc hết, mình phải làm như vậy mới ủng hộ tinh thần của cả hai. Giờ... ok, đồng giải. Chúc mừng anh Thiên Vương. Chụm đầu vô, chụm đầu vô. Trở thành thánh tử. Anh Vương trước, anh lùn nè. Chụm hai cái đầu vô. Rồi, tiếp rồi, luôn. Chụm đầu vô. Ừ. Yeah. Yeah. Anh vừa có chạy với nhám vào mặt em nữa chứ. Rồi thôi nha, hai thánh tử chỉ ổn định chứ hả? Tại vì Sĩ Thanh còn rất là nhiều thư khán giả gửi về chương trình. Oh, đó, mọi người cứ bình tĩnh. Xin chào các thánh tử vui nhộn, mình là Trần Mạnh Hải, 28 tuổi, hiện làm việc ở Tây Ninh. Mình đang tính đầu tư nuôi cá sấu ở quê để khởi nghiệp kinh doanh, nhưng vợ mình cản. Nói cá sấu không có nhiều công dụng, khó bán. Mình nói thì vợ mình không nghe. Mình muốn nhờ các thánh tử tìm hiểu giúp mình cá sấu có những công dụng gì để làm bằng chứng cho vợ mình chịu nghe. Trời ơi, hết cá sao chọn cá sấu. Trời, cá sấu hả? Rồi tiếp đi, còn cá sấu nữa, còn cái nữa đi. Đang một nhiệm vụ nữa, sẽ là một nhiệm vụ bí mật. Thôi thôi, rồi vậy là vậy đó ha.
cái gì nhiều cá sấu anh không có nhận đâu. Ủa trời ơi, sợ thấy cá sấu ăn thịt. Như là sắp tới là bà Bảo phải đi công tác xa rồi cho nên là không có nhận cái đó đâu. Tôi đang ngu quá, tôi cảm thấy con cá sấu là gì vậy, tôi không biết. Cá sấu đi ra đi, cá sấu đi ra đi. Thôi được rồi, tôi bị sớm á, con tôi bị sớm á. Không, nghĩa người bây giờ ai chưa đi cho đi đi, tội nghiệp người ta. Biết rồi, Lincoln. Không, Lincoln cái gì? Lincoln là muốn ăn tươi nuốt sống con cá sấu luôn. Chứ giờ sao ai đi vậy? Tôi để cho cái người mà nhát nhất ra là mày. Đó, đúng rồi, mày. Mày mày ơi, hy vọng là lần sau chuyến đi hành trình sau mày hãy gặp những chú cá sấu và tìm hiểu cho anh Mạnh Hải nha mày nha. Mày yên tâm nha, cá sấu là cá nó xấu thôi, nó xấu thôi, nó xấu thôi, chứ phải con cá sấu mình thấy đâu nha mày nha. Cá sấu thì mình cứ nhảy lên bờm đấy nhá. Đúng rồi. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình du lịch Kỳ Thu đến đây cũng hết thời lượng phát sóng rồi. Mong quý vị là tiếp tục gửi thư cho Sĩ Thanh cũng như những nhiệm vụ giao cho các thám tử. Và đừng quên bật H47 vào lúc 22:45 thứ năm hàng tuần để đón xem du lịch Kỳ Thu nhé. Cảm ơn kính thưa, chúng tôi có một kênh YouTube nói chuyện lại MCV Media với những chương trình rất hấp dẫn và đặc biệt là du lịch Kỳ Thu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.